Rồi chào anh, hết thảy anh em ha. Thì em là tiếp tục lên chợ than cho mấy anh luôn. Thì hôm nay em tuyển được 11 con than tuyển anh em, 11 con hàng than tuyển nha. Đó, cái này một con là 500 nha anh em. Một con là 500 nha. Thì để em quay sơ sơ từng con cho anh em coi. Nên là mình chốt con nào thì nhắn cho em ha. Thì đó, em sẽ bắt đầu từ ngoài đây nha anh em, từ sống ngoài đây ha, từ ngoài đây đi vô. Đó. Rồi ok anh em, thì để em quay sơ một lần cho anh em coi. Anh em thích mẫu con nào thì nhắn cho em nha. Con này nãy hút rất là nhiều nè mấy anh. Con này nè, dáng rất là đẹp ha, tím sâu cực kỳ luôn nha. Đó, đây đó nè, con này thì nó hút nãy giờ luôn anh em, hút rất là ghê nha, hút từ nãy tới giờ luôn nè. Rồi tiếp tục đi lên đây cho mấy anh luôn ha. Rất là nhiều luôn em. Rồi ok anh em, thì bây giờ để em quay chi tiết từng con cho anh em coi. Nên mình chốt con nào thì nhắn cho em nha. Rồi ok anh em, thì cái này nó không có thời gian nhiều nên mà số lượng chim trong nhà em còn hơi nhiều anh em. Thành ra mỗi coi em quay tầm 30 giây cho anh em coi ha. Anh em nào mình coi 4 bộ sơ để mình chốt cho em nha. Còn em coi chưa rõ thì cứ nhắn lại cho em ha, thì em sẽ quay kỹ hơn cho anh em coi nha. Rồi con số 1 anh em. Đó, lòng chạm nha anh em, lòng chạm là con số 1 nha anh em. Đó, con này thì lông lá nó còn hơi cũ anh em, lông lá nó còn dính hơi dơ á. Chi nó mới về nó còn hơi dơ nha anh em. Đó, nhưng mà mặt này rất là đẹp anh em. Tán dướng, tán tướng cũng rất là to anh em. Rồi con số 1 nha. Đó, chắc nó bị dướng cái cánh vô cái chân đó anh em, để chút nữa em gỡ ra cho nó. Rồi con số 2 anh em, đợt này chim đầu xà rất là nhiều anh em, đợt này chim đầu xà nhiều nha anh em, mặt chim rất là dữ luôn, mặt chim mổ đá rất là nhiều luôn anh em, nó mặt rất là dữ nha. Nó đã chơi được một con chim đá rất khó anh em, thành ra anh em nuôi chim đá cũng biết ha, phải tuyển lựa kỹ rồi chăm sóc, công chăm sóc rất là nhiều luôn anh em. Nó thành ra là em chỉ lựa ra sơ sơ thôi, còn về anh em chăm thì mình hên xui nha anh em. Con chim nó đá hay đá dở thì con bỏ đi không biết được nha anh em, chỉ biết mình lựa chuẩn cái mẫu cho anh em thôi ha. Đó, con này con số 2 nha anh em. Và tiếp tục con số 3 cho anh em. Đây, chim rất là dữ nha anh em. Cái này chim nó mới về nên nó còn hơi yếu nha mấy anh. Mấy anh về chăm sóc thêm ha, cho sâu dế nhiều vô thì chim nó khỏe thôi anh em. Con này con số 3 nha, cho nó sâu dế cào cào rồi vô tẩm bổ nó lại chậm tầm tuần là chim nó mập lại thôi anh em. Nó mập lại rồi bắt đầu mình vô cám nha anh em, vô cám mình tập giật cho nó từ từ thì chim nó chơi thôi nè. Con số 3 nè. Rồi con số 4 mấy anh. À, con này con số 4 nha nè. Dạ. Dạ cái này là 500 á chú. Mới mua con này, mới mua này con. 45 nha. Rồi ok chú. Chú từ từ để quay sơ. Dạ, dạ, dạ. Đây anh em. Rồi ok, con này là con số 4 nha nè. Con số 4 nha nè. Đó, con này con số 4 nha anh em. Họng đen thui luôn anh em, con này đang có lửa nè, về chơi liền luôn anh em. Con số 4 nha, rất là đẹp luôn. Rồi con này con số 5 luôn anh em. Con này rất là đẹp nè. Nó cao cầu mỏng lông, anh em chơi hết bài ha. Nhưng mà lông nó còn hơi ướt mấy anh, mới tắm cho nó thành ra lông nó hơi ướt nha anh em. Vì nhà chịu khó mình chăm sóc nó lại xíu chứ mà ok thôi anh em. Rồi anh em, chú này đứng đây nãy giờ luôn anh em. Thì thôi, ảnh chú năng nỉ quá thôi, nhường lại cho chú con này nha anh em. Chú bắt con số 5 nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chú bắt con số 6 rồi nha anh em. Chú đứng đây nãy giờ thôi, bán cho chú con này con số 6 luôn nha anh em. Đó, con này là nói trên clip luôn nha anh em. Có chú này chú chốt luôn rồi. Chú lại chú đứng nãy giờ thôi, bán cho chú luôn anh em. Đó, con số 6 luôn anh em. Rồi, con này rất là hay anh em. Hút rất là nhiều ha. Hút là bung đuôi, hút là bung đuôi nha anh em. Hút là bung đuôi nha. Để em kêu anh trong nhà đã ảnh lấy đóng hộp cho chú. Thái ơi, đóng cái hộp cho chú con này anh ơi. Đó, con này em giao luôn cho chú này rồi nha anh em. Đây, chú đang đứng kế em nha anh em. Thì em không có quay mặt nha anh em. Đó, thì em chỉ đó thôi. Đó, chú đứng kế em nè anh em. Đó, thì em giao cho chú luôn nha anh em. Con số 6 nha anh em. Rồi, con số 6. Đóng cái hộp cho chú này, bắt cái con này giao cho chú này luôn. Đó, rồi tiếp tục luôn em. Con số 7 nè anh em. Con số 7 rất là cao cầu nè. Chim thì rất là đẹp anh em. Hồi nãy trong nhà nó hút cả đám luôn nè. Cả đám nó hút trời hết trơn luôn. Nhưng mà ra đây nó lạ nè, có con nó hút, có con nó không anh em. Con này rất là cao cầu, rất là đẹp nè. Anh em chơi hót, bắt con này chơi hết bài nha. Con chim này mổ hót nha.
chim rất là đẹp luôn. Đó, con này là con số 7 nha anh em, con này là con số 7 nha. Con số 7. Đó, hàng rất là đẹp anh em, con số 7 nha. Dáng mặt, dáng đứng nè, mặt nè. Lông lá thì nó còn hơi xấu xíu anh em, tại chim mới về chưa tắm rửa. Nhưng mà phần đầu rất là to anh em ha, con số 7 nha. Rồi tiếp tục con số 8 anh em, để trong lồng vuông nè. Con này ngực vai, dáng đầu rất là lì luôn anh em, mặt chim rất là lì chim nha. Nó đứng nó quay qua phía bên kia hoài nè. Nó ngại camera, nó quay qua ngoài kia hoài nha. Nó thì anh em muốn quay kỹ, em sẽ quay kỹ cho anh em nha. Tại vì em quay trên đây thì nó thời gian nó không có nhiều anh em. Tại còn nhiều chim ở trong nhà nữa. Nó thì con này là con số 8 nha anh em. Đúng rồi, con này là con số 8 nha anh em. Nó ngược vai thì mấy anh yên tâm ha. Mấy cái con này em lựa ra cho mấy anh rồi là hàng đảm bảo cho mấy anh hết ha. Chứ không có bậy bạ nha. Con số 6 từ đây đến qua nè. Con này hút hút ạ. Đó anh em, thì đây anh em. Đây, đây là con này của em anh em. Đó. Đó, này giờ em bắt đầu em giao cho chú này nhìn. Rồi ok anh em, mới quay tới con này anh em. Con này là con số 7, con số 1 2 3 4 5 6 7 8. Con này con số 8 nha anh em. Đó, con số 8 anh em, con trong lồng vuông nè. Con này rất là đẹp luôn. Mặt này sáng láng nha anh em. Đẹp trai, rất đẹp trai ha. Dạ được, chú cứ qua đi chú, không sao hết. Dạ. Đây, con này rất là đẹp luôn anh em. Nó ngực vai đầu ok hết nha anh em. Đó, anh em nào bắt con này nhắn cho em ha. Con số 8 nha anh em. Nó chim rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục con số 9 anh em. Đây con này số 9 nha anh em. Bóng bộ rất là ok luôn. Đó, chim đợt này về rất là nhiều nên em lựa chim anh em yên tâm ha. Chim mẫu đẹp cho anh em ha. Nó con này có điều là nó hơi nhát xíu anh em. Chim còn hơi nhát xíu. Nhưng mà đảm bảo cho anh em là chim rất là đẹp anh em. Nó nên anh em yên tâm ha. Rồi ok anh em, con này là con số 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Con này con số 9 nha anh em, con số 9 nha anh em. Rồi ok anh em. Anh em tiếp tục, con này là con số 10 nha anh em. Con này là con số 10 nè anh em. Con này bóng bộn rất là đẹp, chim rất là cao cầu luôn anh. Chim rất là cao cầu luôn, anh em bắt về chi nuôi dưỡng vô cám mà chơi thôi anh em. Cánh trắng rất là to nha anh em. Đó, con này con số 10 anh em. Anh em nào mình chốt con này nhắn cho em luôn ha. Rồi số điện thoại em để trên màn hình luôn nha anh em. Số điện thoại với lại thông tin em để trên màn hình. Anh em nào ở gần thì mình trực tiếp mình chạy qua mình coi, bắt cho dễ, thích con nào bắt con đó anh em. Thì em cũng nói luôn ha, chim này là chim cam nha anh em. Hàng Campuchia nha anh em. Nó hàng ở đâu thì em nói ở đó, đợt nào có đất nông thì em bán đất nông, đợt nào chim cam thì em nói chim cam nha anh em. Nó còn cái lô này là 500.000 một con. Nó còn anh em nào mình chưa có đủ tiền, có thể chưa có đủ kinh tế anh em, hoặc là anh em còn thiếu mấy chục hay như đó thì cứ nhắn cho em, hoặc là anh em thấy nó hơi cao sau đó thì cứ nhắn cho em, thì mình hữu duyên thì em cũng sẵn sàng bớt cho anh em thôi. Nó bớt cho anh em lấy lọc 50 trăm gì đó anh em, nếu mà anh em ở xa hoặc là anh em có cái gì nó khó khăn thì cứ nhắn cho em ha, thì em sẵn sàng hỗ trợ cho anh em. Rồi ok anh em, thì chim hôm nay thì chim tuyển em chỉ có mấy con thôi anh em, 10 con này thôi. Còn để em quay tiếp cho anh em mấy con trong nhà ha, với lại mấy con lửa. Thì hôm nay em cũng về được một ít lửa anh em, thì để em quay cho anh em coi mấy lửa em luôn ha. Rồi ok anh em, thì ở đây có con lửa, lửa bỏ nè. Lửa bỏ này có một chấm bông nha anh em. Lửa bỏ này là một chấm bông. Nó có một chấm bông nhỏ như cái cỏ anh em. Con này em bán cho anh em 170 luôn nha. Tại thấy nó có cái bông mà bắt ra để đưa cho anh em nào mình lựa luôn. Nó thì con này 170 nha anh em. 170 anh em nào bắt thì cứ nhắn cho em. Chim bổi. Không có tật lỗi nha anh em. Có một cái chấm bông dưới cái miệng nha anh em. Một chấm bông dưới miệng 170 nha anh em. Lửa bổi dưới 18 nha anh em, đưa dưới 18 nha. Đó, đưa dưới 18 nha anh em. Rồi ok anh em quên nữa anh em. Còn con lửa đuôi 20 nữa anh em. Đuôi 20.2 một cọng lao đang ra nha anh em. Đuôi 20.2 một cọng lao đang ra. Dáng xẻ rất là đẹp luôn anh em. Dáng xẻ rất là ok luôn nha. Con này anh em nào lấy em để anh em luôn. Con này hôm nay khuyến mãi chim về nhiều, em để anh em luôn. Con này 700.000 luôn nha anh em. 700.000 nha. Đuôi 20.2 nha. Dáng xẻ rất là đẹp luôn. Đó anh em thấy không? Chỉ có mỗi tội là chân hơi đen thôi. Đó, 700.000 nha anh em. Nhanh tay thì còn, chậm tay hết ha. Rồi ok em, còn có con này thôi nha. Đuôi là một cọng đuôi đang ra nha anh em. Nó rất là đẹp luôn nha. Rồi ok anh em, giá sốc luôn, 700.000 cho mấy anh chơi luôn nha. Rồi ok anh em, nhanh tay thì còn nha anh em. Còn có con này luôn thôi á. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, thì trong đây là than bổ nha anh em. Nó than trong đây còn rất là nhiều nha. Nó em về tầm 200+ con mấy anh, thì còn rất là nhiều luôn. Thì hàng mẫu nào cũng có mấy anh trong đây nha, rất là nhiều luôn. Nguyên dài vàng chạy dài từ phía tới bên đây luôn nha. Nó nên không, chạy dài nguyên bên đây. Nó nguyên phía bên đây của em nha mấy anh. Nó nguyên phía bên đây luôn. Nó nè không, nó chạy dài nguyên một hàng luôn nè mấy anh. Nó rồi chưa kể trong đây nữa nha. Trong đây nữa nè. Nó than bổ như nè, lúc nào bên em cũng có than bổ hết. Than bổ rất là nhiều luôn nha. Nó
thì hàng này lại bán đồng giá 200 nghìn một con mấy anh. Trong này có rất nhiều con đẹp luôn nha anh. Cao cầu nè anh em, những cái con số 86 nè mấy anh, con 86 rất là đẹp nè. Đây nè, đây qua đây con này nữa nè mấy anh. Hello anh em, em kiểm tra chim nha. Đây phát hiện con này em nói nhẹ ra cũng phải tầm 5 mùa rừng rồi nha, 5 mùa rừng. Đây cái mặt cực kỳ gấu anh em ạ, vàng chân nè, bộ lét ít ra cũng phải 5 mùa rừng rồi nha. Đó ở rừng chim mình nuôi nói chung là chim từ rừng về anh em, những cái chân như vậy là nó quá kinh khủng rồi đó nha anh em. Rồi để em ra con này là chim bình thường nha, còn em ra một con này nữa kinh khủng hơn, nhưng mà nó bị hư hết một cái móng, một cái móng dẫn nha. Đây con vừa rồi em quay là lồng số 7 nha, lồng số 7 con vừa rồi em quay mà em nói là tầm 5 mùa rừng đó. Đây còn con này phải hơn nữa nè anh em, con này bộ to nha, bộ to. Nó đây cái móng bên đây nè anh em, móng bên đây bị dẫn rồi, anh em xem cái cặp cán của nó nè. Đây đóng bốt dày cui, chim rừng là ít khi mà đóng bốt như vậy lắm nha anh em. Đó con này là chim lỗi nha. Dạ đó, tổng quan rất là nhiều nha anh em. Trong đây có mấy con hót sổng luôn nha mấy anh, hót sổng rất là nhiều nha. Thì em có quay được sơ sơ được mấy con nha anh em. Nó thì em chút nữa em sẽ kèm vô clip chung ra cho anh em coi ha. Thì những cái con mình hót sổng á, hót sổng nó hót đấu luôn nha anh em, hót giọng rừng đàng hoàng nha. Thì chút nữa em sẽ kèm clip vô cho anh em coi ha. Thì anh em nào mình nhanh tay mình bắt thì nhắn cho em ha. Nó thì chỉ có vài con thôi mấy anh, thì anh em nào nhanh tay thì bắt trước thôi. Đó anh em, rồi ok anh em. Thì đây là than bỏ nha, đồng giá 200 nghìn một con anh em. Giá này là quá mềm luôn mấy anh, quá mềm luôn nha. Rồi ok mấy anh, thấy đây em cũng có mấy con lỗi mấy anh. Than hàng lỗi bên em là nó bị dãnh móng anh mấy anh, dãnh móng, bị đứt móng hoặc là bị này bị kia mấy anh. Thì em đều tính là chim lỗi hết nha. Nó ở đây chim lỗi em có một con, hai con, ba con, bốn con. Với lại ở đâu đây còn nữa nè mấy anh. Đây năm con. Con lỗi nãy đâu anh Thái? Bỏ đây luôn hả? Con lỗi già mùa á. Đó nè, đây thêm cái con lỗi. Đây con bỏ bên đây rồi nha mấy anh. Nó thì đã hàng lỗi nha anh em. Nó nó mấy con này là lỗi hết nha anh em. Thì anh em nào mình mua chim lỗi mình thả vi thì cứ nhắn cho em nha anh em. Nó rất là nhiều luôn nha. Nó ở đây thì có mấy con bị cục đuôi nữa nè mấy anh, hàng cục đuôi nha. Cục đuôi nhưng mà rất là đẹp nha, dáng dốc rất là ok luôn. Nó thì cái này là than bỏ nha anh em. Nó đây con cục đuôi nữa nè. Đó thì anh em nào chốt thì cứ nhắn cho em. Thì em quay sơ sơ mấy con đẹp cho mấy anh coi ha. Anh em nào mình thích con nào thì nhắn cho em. Rồi gửi cái số nó trong đây em có viết số lồng lên hết rồi đó mấy anh. Thì anh em cứ nhắn gửi cho em. Rồi chọn gửi liên gửi cho mấy anh ha. Mấy anh ở xa thì cứ chuyển khoản trước cho em nha. Mấy anh ở tỉnh thì chuyển khoản trước cho em nha. Nó chim rất là đẹp luôn anh em. Đó. Qua đây nữa nè. Đó đi dài dài lên phía trên đây nè em. Đây. Con 87 này quá đẹp luôn nè mấy anh. Đó nè thấy không? Dáng dốc rất là đẹp nha. Con số 87 nha, cao cầu, khủng lông. Chim rất là ok luôn bên em. Rồi. Ở đây nữa nè, con lông mới nè. Con này bộ hơi nhỏ nè. Đó, bộ khá nhỏ nha. Đó. Đây nữa nè. Con số 92 cũng rất đẹp nè mấy anh. Rồi. Rồi ok anh em, thì than bỏ nha, một con 200 nghìn. Anh em nào chốt con nào nhắn cho em. Còn hàng lỗi là cứ 100 nghìn con nha anh em. Hàng lỗi là 100 nghìn con nha em. Nó hàng con bị lỗi móng lỗi gì em cũng tính là 100 nghìn cho anh em hết nha. 100 nghìn một con cho anh em hết nha. Rồi ok anh em, hàng than bỏ. Ok anh em. Rồi để bên đây anh em. Rồi xưa nay á anh em, thì hôm nay em mới về được cái lô than nó đẹp đến như vậy. Em nói
thang mà gọi là chân đôi á, thì có thể anh em không có biết một con thang nó chân đôi có nghĩa là sao. Là có nghĩa con cái chân của cặp chân của nó là nó có một cái đường rãnh ở giữa, nhưng mà nó phân đều ra phần trước và phần sau á, thì người ta gọi là chân đôi á. Thì những cái mẫu đó thì anh em chơi đá rất là chuộng nha. Đó, tại cái độ khóa của nó rất là kinh khủng. Đây để em ra một con chân đôi cho anh em xem thử ra. Ông cũng có lợi là nhiều anh mà không nhớ đã chỗ nào. Đây anh em, cái chân vậy thì mình gọi là chân đôi nè anh em. Nó cái rãnh ở giữa chia đều ra khoảng trước và khoảng sau vậy. Và cái bộ chân rất là to nha. Thì người ta gọi là chân đôi á. Bộ khóa đó nè, anh em thấy không? Khóa cực kỳ cứng cái tay luôn. Đó. Mặt mũi nè, những cái con mà thang mà chân đôi như vậy cái mặt nó rất là dữ nha. Dạ. Rồi ok anh em, nên là chốt con nào thì nhắn cho em ha. Rồi ok mấy anh, thì tiếp tục ngoài đây nha. Ngoài đây thì chè đất con. Chè đất con bên em thì biết mổ nhiều rồi nha anh em. Chị biết mổ rất là nhiều luôn nha. Chị biết mổ kim tập đúc gì có hết mấy anh. Mấy anh cần loại nào thì cứ nhắn cho em. Đó. Cái này là còn nhỏ nè anh em, còn đúc được nè. Đó, còn đúc được nha anh em. Còn như những con này là nó truyền anh em, nó lên thành kim lớn rồi, biết mổ hết rồi. Thành ra là nó hơi nhát, mình không có đúc được tại bên em cũng không có thời gian để dọc mấy anh. Thì mấy con này về nhà anh em cắt cánh chịu khó mình dọc xíu nha. Mình dọc nó nhiều một xíu thì chim nó từ từ nó hết anh em. Từ từ nó dạng lại thôi. Quan trọng là lúc này anh em dọc chơi nó nhiều thì chim nó dạng nha. Đó. Thì cái hàng này là 400.000 con mấy anh em, bắt hai con 700 nha. Còn cái hàng nhỏ mà ở dưới đây nè, nó 250.000 con mấy anh. 250.000 một con nha, hàng tự bia. Hàng vẫn còn đúc nha anh em, hàng còn đúc nha, chim rất là đẹp nha anh em. Rồi ok anh em, cái này là chè đất nha. Chè đất con. Còn anh em nào không biết lựa thì em cứ sẽ lựa cho anh em luôn nha. Rồi ok, em ở xa thì cứ nhắn cho em, lựa cái mẫu xa thì cứ nhắn cho em ha. Em sẽ lựa cho mấy anh luôn nha. Rồi ok anh em.